Rồi, hai xin chào anh em nha. Thì bữa nay em xin phép quay cho các bác xem một cái máy em mới vừa làm mới xong, thì cũng đang chuẩn bị rao bán ha. Thì cái này số khung của nó là đây 201002 nha. Thì cũng mới vừa dọn mới xong tức thì luôn. Để quay trên xe anh em xem thành quả mình đã làm xong không. Thì anh em có nhu cầu mua chiếc này thì em cũng có sẵn ở đây nha. Quay làm mới là em sẽ làm mới tất cả luôn, đầy đủ hết. Để em quay cái này cho anh em xem. Thì cứng rồi, cái đó nó cứng quá, khó dặn ra quá. Để hồi nãy em kêu lấy kềm mở ra ha. Thì tôi sơ sơ cho anh em xem thôi. Này xích mới 100% nha các bác. Xích mới hoàn toàn. Chúc em xài. Đừng có xếp vậy nó kiểm máy không có được đâu. Vừa thôi. Cảm ơn em đã theo dõi video ha. Nếu anh em còn thấy thích cái kênh của mình á, muốn tham khảo về máy móc á, thì anh em nhấn nút đăng ký này ha, giúp mình ha. Đây. Thì các anh em sẽ nhận được những video mới nhất á, mình sẽ đăng cho mọi người xem. Rồi, xin cảm ơn nha. Đấy, hai container chứ của máy gạch và điện hợp, tổng cộng 6 chiếc á. Máy này chất lượng 90% hết nha. Để bây giờ mình chuẩn bị xuống máy xong rồi mình sẽ quay từng chiếc cho mọi người xem ha. Rồi, cảm ơn mọi người nha. Địa chỉ của công ty mình ha, là ở 167 quốc lộ 53, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long á. Người ta có số điện thoại. Thì công ty mình thì cách bệnh viện Đa khoa khoảng chừng 800 m ha.
phía bên đó tòa nhà trắng trắng kìa, xa xa kìa ha. Rồi, cảm ơn mọi người nha.